Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pin News. Hot nhất ngày hôm nay chính là tin Phan Thành và Primi Trường tổ chức lễ ăn hỏi. Cả hai đều là thiếu gia và tiểu thư con nhà danh giá ở Sài Gòn. So về gia thế, tài sản của hai bên không ai thua ai. Vậy tài sản mà hai bên gộp lại sẽ khủng đến nhường nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi. Phan Thành là con trai trưởng của đại gia Phan Quang Chất, ông chủ của trung tâm thương mại Sài Gòn Square tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng quản trị nhà hàng, công ty cổ phần tiệc cưới. Ngoài ra, bố Phan Thành còn là thành viên hội đồng quản trị của rất nhiều công ty cổ phần sở hữu bất động sản nằm trên những con đường danh giá đắc địa nhất ở Sài Gòn. Chỉ cần nhìn bộ sưu tập xế hộp của Phan Thành là biết khối tài sản của nhà thiếu gia này khủng đến mức nào. Khi chúng ta còn xếp hàng mua vé tháng đi xe buýt thì Phan Thành đã sở hữu dàn xế khủng có trị giá lên đến 100 tỷ đồng. Trong khi khối tài sản mà Phan Thành có thể thừa kế đã lên đến mức khổng lồ thì Primi Trường lại nổi tiếng là ái nữ xinh đẹp con nhà danh giá với học vấn ấn tượng, loạt danh hiệu dài dằng dẵng. Primi Trường là con gái của hiệu trưởng trường John Robert Power Việt Nam. Ngôi trường được mệnh danh chỉ dành cho hội con nhà giàu. Mẹ của Primi Trường còn từng đảm nhiệm vị trí giám khảo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô tốt nghiệp ngành thương mại tại Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Hiện tại cô đang làm việc tại công ty của gia đình. Bên cạnh đó, Primi Trường còn là người mẫu ảnh và beauty blogger. Cô nàng còn từng đạt thành tích trong một số cuộc thi nhan sắc như Top 10 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012, Người đẹp khả ái và Người đẹp ảnh Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2020, Top 15 Người mẫu ảnh và Top 4 Phần thi trang phục biển, Hiệp hội Người mẫu và Tài năng quốc tế năm 2008 tại New York, Mỹ. Là một tiểu thư danh giá nên Primi Trường có cuộc sống sang chảnh. Đồ hiệu cùng những chuyến du lịch khắp nơi là điều không thể thiếu với cô nàng. Mỗi bức ảnh của Primi Trường đăng lên mạng xã hội lại có sự xuất hiện của một hay vài món đồ hiệu trên người. Chỉ cần xem qua thôi cũng đủ thấy, Primi Trường và Phan Thành khi về chung một nhà sẽ sở hữu khối tài sản lớn đến mức nào. Cả hai đều là thiếu gia, tiểu thư con nhà danh giá ở Sài Gòn. Đúng chuẩn câu nói mà cư dân mạng thường nhắc đến, mây tầng nào gặp mây tầng đó. Đây cũng được xem là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối được nhiều người ngóng chờ vì độ giàu có, xa xỉ trong hôn lễ. Ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy bình luận cho kênh của chúng mình nhé! Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Pin News các bạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!